Chúc mừng những bạn trúng giveaway lần này. Đó, đây là những cái bạn ở tên ở trên bảng trúng giveaway lần này ha. Chỉ duy nhất bạn Dũng Phạm là đã comment đúng số 65 ha bạn. Chỉ duy nhất một bạn đó thôi. Còn có 3 bạn comment đúng số 27 ha. Đó, như trên hình, nhưng mà mình chỉ lấy hai kết quả mà comment sớm nhất thôi bạn. Cái kết quả thứ ba thì mình không lấy được ha, vì phần quà chỉ có 3 phần quà thôi. Như đã hứa, cái video trước mình đã được 100 like bạn, và bây giờ mình sẽ dùng cái này làm phần 1 trong những cái phần quà giveaway lần 5 trên kênh To Channel ha. Và cái tháng 9 này là cái tháng các bạn nhập học của bạn, cho nên mình thử ra nếu mà cái video này được 200 like bạn, mình sẽ cố gắng, nói chung là cố gắng ha, đó, để làm một cái phần quà là một con rồng xanh huyền thoại này, để là một cái phần quà đặc biệt ở trong cái đợt giveaway lần 5 ở trên kênh To Channel của bạn. Thì các bạn cũng biết á, mình có muốn tặng nhiều cái phần quà đến tất cả các bạn ha, để mang lại niềm vui cho tất cả các bạn coi cái kênh To Channel của bạn. Nhưng mà kinh tế thì của mình rất là eo hẹp luôn, vì để mua những cái món này về review các bạn, mình phải để dành tiền rất là lâu, bạn phải đi làm rất là vất vả ha. Và khi mà các bạn trúng giveaway á, khi mà mình gửi về thì mình cũng đã thanh toán những cái phần phí vận chuyển các bạn, nó rất là cao luôn các bạn. Nếu như cái bộ này mình gửi về tận nhà cho các bạn thì cái chi phí nó có thể lên 50.000 một bộ ha. Thì các bạn chỉ cần nhận thôi, không phải thanh toán món phí nào hết, vì mình đã thanh toán cho các bạn rồi. Đó, thì mong các bạn hãy nào mà không trúng giải hãy thông cảm cho kênh To Channel nha các bạn. Đó, vì đây là món quà thì mục đích chủ yếu là vui thôi, cho nên các bạn đừng có mà gọi là khi mà không trúng á lại quá kích động hay là thất vọng ha, mình lại không thích như vậy đâu. Đó, và mong các bạn luôn ủng hộ To Channel, để To Channel phát triển thì mình sẽ có điều kiện để mua thêm những cái phần quà thật lớn hơn cho tất cả các bạn ha. Ok. Đáng lẽ cái video của ngày hôm nay là sẽ một set thuyền rồng Destiny Bounty mà rất là lớn ở trong cái phần mà Lego Ninjago Movie các bạn, nhưng mà mình làm không kịp cái set đó ha, nó quá lớn và quá nhiều chi tiết các bạn, cho nên hôm nay chúng ta sẽ tạm thời đi đến với một cái set khá là nóng hổi trên Shopee đây. Và đây là một cái set nằm trong danh mục sản xuất Colari năm 2020 này. Đó, một cái set được đánh giá khá là mới các bạn, và cái mức giá mình mua nó cũng khá là rẻ thôi, chỉ có 360.000 thôi các bạn. Thì một chút thông tin cho những các bạn nào cần biết thì cái bộ này sẽ tương ứng với mã số chính hãng là 71699 các bạn. Thunder Rider. Đó, và mức giá mình tham khảo đâu đó ở My Kingdom cũng như một số cái cửa hàng mà bán đồ chơi Lego chính hãng các bạn, thì cái mức giá nó rơi vào khoảng 1.8 triệu ha. Thì như thường lệ, đối với những các bạn nào là rich kid thì chúng ta có thể đến những cái cửa hàng Lego chính hãng để mua những cái bộ chính hãng về để trải nghiệm. Còn đối với những các bạn nào mà là mua kit giống như mình thì chúng ta có thể mua những cái sản phẩm như thế này với chất lượng cũng như những cái tính năng tương tác nó tương đồng với chính hãng các bạn, nhưng mà mức giá nó rẻ bằng chỉ có 1/5 thôi các bạn. Tuy là một sản phẩm không chính hãng nhưng mà chúng ta sẽ có một cái vỏ hộp với những cái hình minh họa được in rất là đẹp các bạn. Thì nhà sản xuất Larry của chúng ta đã cải tiến những cái đồ họa trên vỏ hộp ha, nó được nâng cấp lên chất lượng khá là nhiều. Đây là toàn bộ một chiếc vỏ hộp sản phẩm, thì chúng ta sẽ có hình ảnh minh họa của cuộc chiến đấu của Jay, Gold và những cái em mini finger bên phản diện các bạn. Thì tổng trong cái set này chúng ta sẽ sưu tập được thêm 5 em mini finger như thế này nữa. Còn đây là vỏ hộp phần sau pha sản phẩm, thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của Thunder Rider gần hơn các bạn. Nhìn nó rất ngầu và hoành tráng luôn ha. Thì đối với những cái set Legacy này thì lúc nào nó cũng làm đẹp hơn những cái set cũ các bạn, vì nó làm đẹp hơn thì nó mới bán được, còn nếu mà làm xấu hơn thì chắc là các bạn sẽ không quan tâm đâu. Và đây thì chúng ta sẽ có là một cái hình ảnh của chiếc Thunder Rider này đã hoàn thiện xong nè. Tổng chiều dài nó là khoảng 24 cm. Hình như nó cũng tương đồng với những cái phương tiện chiến đấu khác của những cái ninja mà mình đã từng mở hộp trên kênh To Channel các bạn. Và đây là toàn bộ những cái tính năng tương tác ở trong cái set này, rất là nhiều luôn ha. Đặc biệt phía bên đây thì chúng ta sẽ có một con mét mini các bạn. Đó, có thể làm gọn lại để phía sau xe, làm thành một cái mô đun của cái xe rất là hay luôn bạn. Ok, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau mở hộp lắp ráp để coi cái set này có giống hàng chính hãng không ha. Let's go.
khi các bạn sau khi hoàn thiện xong cái chiến xa sấm sét của Jay này thì mình có cảm giác rất là thích thú luôn ha. Thì những cái thiết kế mà không biết tại sao mà trong Ninjago này thì những cái phương tiện của Jay nhìn rất là hiện đại, nhìn rất là tương lai luôn các bạn. Thì các bạn nào mà đã là xem Toy Channel từ lâu á, có thể thôi chúng ta có thể thấy được những cái set mà mình đã từng mở hộp của Jay như thế này. Đó, những cái chiến đấu cơ hay là những cái phương tiện mà khác các bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Minifinger Ninja trong set lần này các bạn. Đó, mỗi em đều có một cái vũ khí riêng biệt ha. Rất là đẹp luôn, nhưng mà riêng chỉ duy nhất cái em câu này là sẽ có một cái mái tóc khác hàng chính hãng một tí xíu các bạn. Đó, nhưng mà đối với mình thì cũng không đáng kể đâu các bạn. Đây, chúng ta xây thì có một cái sợi vũ khí lồng cái cung nhị khúc như thế này. Đó, được thiết kế lại khá là hay ha. Nhưng mà đặc biệt ở trong cái set này thì mình lại không hiểu tại sao lại có một cái bánh mì như thế này nữa. Đó, đây là một cái phụ kiện của câu ở trong cái set này ha. Theo như miêu tả của nhà sản xuất thì các bạn nào mà biết cái cốt truyện này có thể comment phía dưới video để góp ý cho mình ha. Trong cái set này những em ninja chúng ta sẽ có hai biểu cảm gương mặt các bạn. Đây là một cái biểu cảm gương mặt vui vẻ ha. Và đây là những cái biểu cảm gương mặt lâm lúc chiến đấu rất là câu có các bạn. Thì những cái bản in trên trang phục của set Larry lần này được làm rất là tốt luôn. Những cái nét in hay những cái màu sắc ở trên cái mini finger của chúng ta rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mình đánh giá rất là cao về những cái set sau này mà Larry làm trong năm 2020 này ha. Đây là hai nhân vật minifinger phản diện ở trong set lần này. Chúng ta có Overlord và một cái em lính ở trong Ninja các bạn. Thì đối với những cái em lính này cũng không có gì để nói ha. Mình mở hộp rất là nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt một cái điểm mình rất là khen ở trong cái set này đó là cái nước sơn của em Ninja được lần này các bạn. Nó được làm rất là óng ánh, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nè. Nhìn nó rất là sang trọng luôn các bạn, nó lấp lánh trong ánh sáng ha. Và cái điểm mà mình yêu thích nhất ở trong cái set này có lẽ là chỉ duy nhất cái em Overlord này thôi các bạn. Wow, nó tạo hình khá là đẹp luôn các bạn. Ở trên tay là một thanh vũ khí, là một cái thanh giống như một cái thanh thương dài các bạn, có một cái lưỡi búa như thế này, rất là dữ luôn ha. Các bạn xem rõ hơn về cái bản in trang phục nè. Đó, những cái chi tiết in rất là sắc nét, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, những cái màu gold metallic rất là óng ánh trong ánh sáng luôn ha. Và đặc biệt ở trong cái set này thì mình đánh giá khá cao về mức độ hoàn thiện của nhân viên Vinger. Đây là biểu cảm gương mặt của Overlord, rất là hung dữ luôn các bạn. Chính của chúng ta trong cái set lần này, một cái chiến xa sấm sét của Jay các bạn. Thì lúc đầu nhìn vào những cái hình miêu tả như thế này các bạn, đó mình tưởng là cái con robot của câu rất là nhỏ ha. Và mà khi mà ráp xong rồi mình mới thấy nó rất là hoành tráng luôn bạn, khi mà kết hợp cái con mesh của câu và cái chiến xa này của Jay vào các bạn. Đây chúng ta các bạn nhìn nè. Đó, nhìn cái chiến xa của ta rất là hầm hố luôn ha, rất là nặng tay các bạn, rất là đã luôn. Đó, những cái thiết kế màu sắc rất là hợp lý luôn. Tuy là có hai phương tiện của hai cái nhân vật ninja, hai cái hạng nguyên tố khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ thấy những cái phương tiện này là một khối thống nhất vậy các bạn. Đầu và chúng ta sẽ thấy chiếc xe phía trước của Jay có một cái tổng thể là có màu xanh cùng với hệ nguyên tố của Jay ha. Ở phía này chúng ta sẽ thấy có một lớp mà bảo vệ nữa các bạn, bằng một cái lớp màu xám trong suốt rất là đẹp luôn. Mở lên thì chúng ta sẽ có khoang điều khiển trung tâm của Jay ở đây. Nói chung là không có gì mà nhấn nhá trong đây, chỉ có hai cần điều khiển này thôi các bạn. Đó, và chúng ta đóng là như thế này ha. Đó, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sticker nhấn nhá đây luôn. Có một cái biểu tượng hình rồng của Jay ở đây nữa nè các bạn. Từ xa với hai màu sắc chính, màu xanh và màu đen rất là đẹp luôn. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần chi tiết nhấn nhá màu gold metallic làm những cái điểm highlight rất là đẹp luôn các bạn. Đó, như cái phần kiếm katana phía trước nè, hay là những cái thanh katana lớn ở ngay phía bàn tay của con Mexico á, đưa ra phía trước cũng làm cho cái xe chúng ta nên hầm hố rất là nhiều luôn ha. Đây là những cái điểm màu gold này đó các bạn. Đó, được đính lên rất là nhiều, làm cái xe chúng ta nổi bật lắm bạn. Nhìn nó đẹp hơn những gì mà chúng ta nhìn trong hình ảnh minh họa ha. Ở trạng thái kết hợp 2 trong 1 như thế này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái vũ khí mà có thể tấn công ở trên cái xe của Jay nè các bạn. Đầu tiên vô hai thanh katana nhỏ này, có thể tấn công những mục tiêu phía trước như thế này. Đó, rất là hay luôn ha. Ngoài ra ở đây chúng ta sẽ có hai cái bắt nè các bạn. Đó, hình như những cái khẩu súng mô phỏng như thế này, có thể xoay chuyển những cái biên độ khác nhau. Đó, khoảng 90 độ về hai bên ha. Đây, các bạn thấy những cái phần màu cam ở trên cái cánh tay robot của câu không? Khi mà kết hợp thì nó giống như cái phần mà ở trên xe các bạn. Phần này chúng ta có thể bắn ra được ha, một cách nhấn như thế này. Đó, hai bên chúng ta đều có hai cái khẩu súng đó các bạn, rất là hay luôn. Nhìn phía sau này hay những cái chân của con robot này giống như những cái khối ống xả khổng lồ ha các bạn ha. Để mình gỡ cái phần này ra cho các bạn dễ hình dung nè. Đây, cái lúc nhấc ra thì cũng rất là dễ, chúng ta chỉ cần nâng con robot lên như thế này. Đó, nhờ hai cái phần lẫy đây nè. Đó, được đính kèm với những cái phần ở chỗ này thì đó là robot của câu được đính kèm rất là chắc chắn luôn ha. Đây là một cái phần bệ ngồi phía dưới nữa các bạn. Đó, cho robot của câu của ta đỡ chân lên đây sẽ không bị rớt xuống đất ha, sẽ không có một những cái ma sát mà khi xe di chuyển các bạn. Đây là chiến xa của Jay khi mà không có robot câu đính kèm ha. Nhìn nó tổng thể nó cũng rất là đẹp luôn các bạn, nó trông giống như một cái chiếc xe địa hình vậy các bạn. Đó, và trên chiếc xe này thì được đính kèm bởi một cái phần bánh tròn phía sau và một cái phần bánh dây xích phía trước các bạn. Cái dây xích này là giống như để vượt địa hình ha, những cái địa hình mà đầm lầy hay những cái địa hình mà đất không được bằng phẳng các bạn, thì những cái bánh xích này sẽ thể phát huy tác dụng rất là nhiều luôn. Đó, và những cái phần này được làm bằng những cái đính những cái hạt cao su mềm ở đây nè các bạn, cho nên nó rất là bám đường và trơn tru luôn các bạn ha. Đây như thế này đó,
Và chạy ra chúng ta sẽ nghe một cái tiếng kêu của nó rất là đã luôn. Đó, và phần bánh sau này thì nhìn vô là tưởng bằng những cao su mềm bạn, nhưng mà thực chất nó là bằng những cái phần nhựa cứng ha. Thì kể cả hàng Larry hay hàng chính hãng nó đều như vậy các bạn. Và trên xe này thì chúng ta sẽ có một cái chức năng tương tác đó nữa là, bạn thấy cái phần điều khiển trung tâm của dây ở đây không? Khi mà chúng ta đẩy phía sau thì hai cái phần này sẽ mở ra làm thành hai cái phần vũ khí mở rộng đó bạn. Các bạn xem kỹ hơn cái phần này, đó là một cái phần vũ khí mở rộng ở trên cái xe của dây ha. Ở trong tổng thể nó cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tuy là nó chỉ là một phần phô phỏng thôi, nhưng mà nhìn các bạn nhìn cái hướng này nè. Đó, trong hàng loạt cái phần vũ khí có thể bắn ra được ha. Đây, như thế này. Tuy là trong phiên bản đồ chơi Lego nhưng mà nhìn nó rất là hầm hố các bạn. Ở đây chúng ta còn có một cái khối ống xả nữa nè. Đó, ngay phía sau như thế này. Rất là đẹp luôn ha. Ở cái trạng thái biến đổi này mình thấy cái xe của dây rất là ngầu luôn các bạn. Đó, chúng ta có thể ngoài ra đẩy cái phần này ra phía sau để mở rộng cái phần vũ khí. Hoặc là chúng ta có thể nắm cái phần này, đó cái phần ống xả này phía sau đó các bạn. Chúng ta kéo mạnh phía sau ha, thì những cái phần vũ khí rất cũng bật ra các bạn. Khi ở trạng thái này, khi mà chúng ta đưa hai cái phần mà vũ khí mở rộng về vị trí cũ thì cái phần điều khiển trung tâm của dây cũng tự động đưa về phía trước luôn như thế này ha. Đó, rất là hay luôn các bạn, trông cái giống như những con robot ở trong Transformer ấy nhỉ. Một cái xác này thì chúng ta sẽ sở hữu thêm một cái con mesh của Cole Mini như thế này, rất là đẹp các bạn. Đó, tan tổng thể là màu đen ha. Nó giống như hệ nguyên tố của câu. Ngoài ra chúng ta sẽ có vô số cái sticker đính kèm rất là đẹp luôn các bạn. Những cái sticker trong set lần này rất là đẹp luôn. Đây là một cái hệ nguyên tố rồng của câu nè. Đó, và đây là cơ quan điều khiển mà trung tâm của câu khi đứng trên con Mac Mini nè ha. Chúng ta có thể mở lên phần này để cho câu lấy câu ra các bạn. Như thế này. Tai nạn nghề nghiệp. Cái chỗ mà chúng ta đặt câu đứng ở đây các bạn, sẽ không có bất kỳ cái phần nào mà chúng ta có thể đính kèm được cái em câu vào đây cho nó chắc chắn ha. Chỉ khi mà chúng ta có thể để như vậy và đẩy cái phần bảo vệ này xuống thì câu của chúng ta mới chắc chắn được các bạn. Đó, khi mà ở trong này thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần mà tay của robot này là một cái phần là rất là đẹp luôn, mình khá thích ha. Đó, hai cái phần giáp vai của câu nhìn rất là ngầu luôn. Chúng ta có mở lên như này, gập xuống như thế này. Đó, một cái biên độ chút xíu ha để tạo hình nhiều kiểu khác nhau. Ở cái phần tay này á các bạn, chúng ta sẽ có một cái copy dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng mà di chuyển ha. Đó, như thế này, bên đây cũng vậy các bạn. Ấy da, cúp cò gắn vào đi, review lẹ sau nãy giờ em còn này có nhiều cái sự cố bất ngờ xảy ra các bạn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thanh kiếm katana đồng thời là những trên cái phần tay của em câu này rất là ngầu luôn. Ở đây chúng ta có một cái khẩu súng scope các bạn, lúc nãy mà mình bắn ở trên cái xe cho các bạn coi á thì phần này bắn cũng hay ha, bằng cách nhấn cái lẫy như thế này. Đó ha, đó phía đây chúng ta còn một cái mũi khoan á nè các bạn. Đó, nhìn nó mô phỏng thôi, nhìn nó rất là hố luôn. Và phần chân ở cửa của robot câu này cũng được làm bằng những cái khớp bi nha các bạn. Ở chúng ta có thể dễ dàng di chuyển như vậy ha, thậm chí là cái khớp gối luôn đó nha các bạn. Đó, rất là ngầu luôn ha. Tuy là chỉ có một con robot mini nhưng mà có rất là nhiều khớp ở trên này luôn. Đó, vào cái phần này robot câu muốn đính kèm lại vô cái xe của dây thì cũng rất là dễ luôn các bạn. Phần chân này chúng ta sẽ thấy hai cái lẫy nè, chúng ta đính kèm như thế này. Đó, nghe một tiếng click ha, chúng ta sẽ đưa cái phần này ra đằng trước như thế này, giống như cái tư thế ngồi các bạn. Đưa cái phần này ra chút xíu ha. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đưa câu vào cái phần mà phía đây thôi. Đây các bạn nhìn nè, đó, những cái phần là ở đây có hai cái phần lẫy ha. Đó, chúng ta sẽ đưa vào như thế này. Đó, khá là đơn giản các bạn. Sau đó thì chúng ta chỉ cần mà đưa cái phần khẩu súng này ra đằng trước như thế này. Ây da, lại cướp cò nữa, ghê quá các bạn ơi. Nãy giờ toàn những cái đề mà câu muốn bắn mình không hả các bạn? Có lẽ là cái clip mà nếu mà các bạn nào theo dõi kênh Toy Channel đã lâu cũng nhớ cái clip mà mình đốt cái mini finger câu để cho xuất hiện cái lửa ngũ sắc á. Chắc có lẽ là câu đang giận mình các bạn. Thôi kết thúc clip này lẹ đi, mình lấy lo lắng quá. Với cái mức giá 360.000 đồng thì chúng ta sẽ có một cái chiến xa sấm sét của câu khá là ngầu các bạn, mang phong cách của Transformer và thiết kế của tương lai hả các bạn. Thì đối với những các bạn rich kid á, chúng ta có thể mua những cái set chính hãng và chúng ta trải nghiệm ha. Còn đối với những cái bạn nào mà ít tiền á thì chúng ta có thể mua những cái set như thế này với những cái tính năng hay những cái thiết kế rất là đẹp các bạn, không thua kém hàng chính hãng là bao. Cái 1.8 triệu mà hàng chính hãng thì đối với những cái hàng non Lego này thì chúng ta sẽ mua được những gì để mình show qua cho bạn coi nè. Đầu vào thì chúng ta sẽ có một con rồng lôi huyền thoại rất là đẹp rồi các bạn. Đây, đặt kế bên chiếc chiến xa của chúng ta ha, thì tổng bộ này cũng vẫn chưa đến 1.8 triệu các bạn. Kèm theo đó thì những bạn nào thích thì chúng ta có thể mua được thêm một cái con Golden Mesh như thế này. Tổng của ba cái set này vẫn chưa đến 1.8 triệu đâu các bạn. Và đối với những các bạn nào mà cảm thấy những cái set này mà chưa được khủng ha, thì với 1.8 triệu kia chúng ta có thể còn mua thêm được một cái chiếc thuyền Destiny Bounty rất là bự như thế này. Đây nè các bạn. Đó, thì các bạn hình dung được 1.8 triệu thì chúng ta có thể mua được 4 set như thế này. Đối với những các bạn nào mà quá quan tâm đến cái thương hiệu hay là quá quan tâm đến là nó phải là hàng chính hãng thì chúng ta có thể mua những chính hãng các bạn. Còn đối với những các bạn nào mà điều kiện kinh tế khó khăn hay còn phụ thuộc vào cha mẹ hay là giảm gánh nặng cha mẹ để mua những món đồ chơi mắc tiền như chúng ta thì chúng ta có thể chơi những cái món đồ non Lego này với những cái thiết kế tương tự, những cái khối gạch tương tự các bạn.
có thể mà gọi là nhìn vô nó cũng rất là đẹp ha, nhìn nó giống như những cái món đồ chơi cao cấp các bạn, không có chút nào ọp ẹp hay là gọi là lỏng lẻo ở trong những cái set này ha. Và mình xin kết thúc video này tại đây, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và đừng quên subscribe kênh Toy Channel nha các bạn, để mình có động lực ra thêm nhiều video mới thật hấp dẫn, review về những món đồ chơi non Lego như thế này cho các bạn tham khảo ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau, bye bye.